Hello, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục stream Minecraft PE nha mọi người. Gì chừng nào? Gì nào? Rồi, mọi người có thấy rõ mình không vậy? Không có thùi vậy. Rồi. Mèo đừng có giỡn nhọt mèo ơi. Ok. Nghe nó coi. Rồi, xong chưa mọi người ơi? Có bạn nào muốn vô chơi với mình không? Bạn nào muốn vô chơi với mình thì tranh thủ vô đây bật ti lẹ nha. Hôm nay có Tiểu Ngọc nữa nhưng mà nó đang chạy xe về mấy bạn. Tiểu Ngọc đang ăn 8 tháng 3 rồi. Mới đi chơi với bạn gái xong giờ đang chạy xe về. 8 tháng 3. Ôi, em ra thăm vườn. Không. Chị ta. Chị bên đây chị biết bà đó không? Không. Bớt một bụi quá. 8 tháng 3 em ra thăm vườn. Đau mẹ ơi. Tìm một bông hoa xinh tươi tặng mẹ yêu hiền khô. Thôi mèo, hôm nay nó ra con mới mèo ơi. Con gì? Mèo đợi phốt. Dễ thương quá à, mà thôi đi. Con tôi mua hết. Cái con có hai cái lỗ tai hai bên nó mới đẹp. Giờ chị nghĩ em nên mua con nào? Con, đó. Đấy à? Đó, nhìn cho nó quay. Con này nhìn nó như là vũ trụ vậy đó. Chịu thôi, gặp chị là chị lựa con đó. Thôi. Đốm người ta sẽ không thấy. Em phải lựa cái con nào mà nhìn kinh dị. Em khỏi lựa đi, hết ông lựa xong lúc nào á ông chơi cũng được á, khỏi lựa. Hiểu không? Hiểu đúng rồi, cài quại kích skin nè. Khỏi lựa đi. Cài quại kích rồi. Xấu, không đẹp. Này dễ kiếm tiền quá vậy, này đăng vẽ vẽ cái hình vậy lên bán là có tiền hả? Bử, cho tôi bán với. Đây để tôi tự coi có cái con nào mà nó phù hợp với tôi không? Ôi, chị làm bán chỉ từ cách bán với. Achoo, các bạn đừng nhắc tên mình nữa, mình hắt xì. Achoo, achoo, Tiểu Ngọc á, Tiểu Ngọc vừa chạy về tới. À, cắn lưỡi, hắt xì cắn lưỡi. Có sao không? Đau chứ sao? Tiểu Ngọc chạy về tới rồi đó, cho nó vô. Hello mọi người. Chúc chị Panda, chị mèo, Happy luôn xinh đẹp nha. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn nha. Rồi hôm nay, ok. Tôi sẽ coi có những ai đang muốn kết bạn với tôi luôn. Trời, có 200 mấy chục lượt muốn kết bạn với tôi luôn hả? Được. Ôi, mà không thấy, kiểu không thấy tên nè. Mà coi nè, 288 hả? Còn có ai tên dễ thương, tôi đồng ý kết bạn rồi. Đặt tên này là mình không kết bạn rồi nè. Đừng tôi chị Panda nè. Điểm nè. Tôi chị Panda nè. Mình sẽ coi cái tên nào dễ thương coi. Panda Gấu Trúc. Tên nào mà nó Việt Nam coi. Gấu Trúc tên nè. Mèo Săn. Tên nào nó Việt Nam không ta? Mèo Săn. Thôi từ từ đi, hồi nữa mình kết bạn sao đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào trò chơi đầu tiên. Từ từ tôi phải kết bạn thêm một người nữa. Thôi chờ sẽ lót cho Tiểu Ngọc đi. Giờ mấy bạn cứ vô được thì mấy bạn vô nha. Giờ mình bắt cái... lâu rồi chưa quánh treo xà quơ mẹ. Là cái gì nữa hả? Kiểu như giống bếp quơ vậy đó. Nó survival game đi. Được á, solo nè, mình đặt nhau đi. Solo cơ cơ. Đặt nhau đi mọi người ơi. Solo cơ cơ. Anh kết bạn với em đi. Từ em. Cảm ơn bạn Lê Thanh Tâm nha. Bạn Chị Mèo nhận ngày 8 tháng 3. Cảm ơn em. Lớp vô Tâm ơi. Còn chị Panda chị em. Stream nha. À, cho mình nghe tí. Chị Panda kế anh nè. Xe livestream. Cảm ơn em đã xe livestream. Thấy không? Chị Panda chơi gì em? Chị nè, chị nè. Ủa sao tự nhiên sao tôi thấy tôi trắng, tôi sáng mà bà đa sao bà đen thùi. Cưng kìa, cứ lấy nguyên cái hào quang cứ ẩn vô mặt tôi rồi. Cái hào quang gì trời? Ôi. Em có lấy hào quang gì đâu, chị Panda phải chị đánh đen á. Rồi, cứ thả son rồi. Bà Panda mà nó xàm nữa. Cưng trang điểm rồi, cưng đi make up rồi, chèo chị chở cưng đi make up rồi. Đi bôi trâu trét chó, gì? Bôi trâu trét chó, trét chó. Bôi trâu trét chó trong mặt rồi. Bôi trâu trét chó. Và hay chị Panda có sáng chưa? Nè, chị phải bước vô đây. Chị sáng chưa bắt đi mặt. Đó, đó sáng rồi đó. Chị đó, nè, chị đó. Nè, chị nè. Chị nè. Ôi chị. Vô game rồi. Chị nè, ủa vậy hả? Vô rồi, quýnh đi. Quýnh. Chà nghe. Ê cái đồ đó của chị á. À. Giờ là của em chưa nè. Ở bên đập. Chị đã lấy được đôi ủng. Phải không? Ủa bà có ủng kim cương kìa, quánh bà đầu tiên mèo. Chị cẩn thận nghe. Bà đã có ủng kim cương có giáp luôn mèo. Giết bà đi. Cướp đồ bà ha. Cưng có nhớ là chạy với Cưng là tỉ mụi không nào? Không, cái này là chơi solo chị Panda. Ui, à lột đôi ủng em ra cho anh. Lột đôi ủng em ra cho anh. Chào chị Panda luôn nè, cảm ơn em nha. Anh chị. Lột đôi ủng em ra cho anh. Anh thiếu em bắt bạc bạc nha. Nè, anh thiếu mỗi đôi ủng thôi em. Cứ vào cho anh bảo vệ em. Đâu là, bà Panda bà chết rồi em ơi. Chị Panda. Bà chết rồi, bà Panda bà chết rồi. Hay quýnh chị. Mày, ui, da, ui da, đau quá, ui. À, cái thằng fan của tao quánh này nè, của trai. Để em giúp em, để em giúp em. Mày. Lấy ổng nó đi. Lấy ổng chứ, chị Panda. Ui da, có hàng em ơi. Dọn đi em ơi. Dạ. Bye bye em. Kiếp này với kiếp sau mãi là anh em. Ui, cái thằng này. Chừng ông đó là bạn. Ủa. À, bạn của em lúc này. Chị Panda. Rồi. Vậy hay ổng tiếp, chị tưởng ổng là bạn. Tiếp mà bạn hả? Nè, ha.
tưởng đó là bạn, nhớ đó là địch nha. Tôi quay lại ha, tôi thấy không có mang vũ khí ha, tôi ủa không là bạn thiệt ta đó. Quánh tôi lê lẹ luôn mèo. Ông này sống phách. Ôi có update đồ chơi mới sống phách rồi, thằng này sống phách rồi mấy bạn ơi, sống pha ke rồi. Không có, nó không cầm vũ khí, mình tưởng đâu là nó là bạn đúng không? Thôi nhưng mà tại chị Banda á bạn ơi. Nỡ đừng nói thừa, chị cắn nè. Thua keo này mình phải bài keo khác. Đúng không? Trời, tài quá. Đó. Đó, giờ em ngồi giờ màn hình chung chị luôn nè, chị đó với em. Có sao? Mèo quánh đó mèo. Quánh mà gì vậy? Nói với tôi á mèo, thằng nói với tôi á mèo. Khoan cái mà keo, không được. Ôi, có thằng, ôi, mèo fan. Tôi vô quánh luôn, mèo bỏ bằng fan chết rồi. Tôi thấy thằng này giống tôi lắm á, nó đánh được không được luôn nè. Đúng rồi, nó tôn. Phải chưa, phải chưa. Không, kiểu kỹ năng tốt. Game sen bạn ơi. Mà đánh này mà đánh chị phải, mẹ phải biết là Butterfly Clutch đâu phải không? Zipper Clutch đâu đó. Đấy nè. Tôi đã không được là người đó hack á. Làm đây từ đầu nè. Chơi solo nha, đừng chơi bồ. Thôi để em đổi chỗ khác, em phải đổi chỗ khác. Tại vì chơi bồ á chết người này cái hồi nó còn cặp kia nữa. Đúng không? Ừ. Mình chơi solo mà mình đi ba đứa đi. Vậy cho nó đi ba đứa. Chơi solo mà mình đi ba đứa mình đi chung. Ôi quánh vậy nghe chậm thiệt luôn á, mốt chị đừng quánh vậy nữa. Chị phải lấy hai ngón tay chị nghe ra con chuột chị nhắn vậy nè. Wow, đẹp. Cái đó người ta mới gọi là phong cách, chị hiểu không? Vậy nè. Phong cách như vậy nó không có mạnh. Ừ, phong cách vậy dễ hư chuột lắm. Chị Banda em hư hết mấy con rồi chị Banda. Ủa, em hết. Cái gì? Bấm ơi, cái này là của chị. Ôi, kìa kiếm. Full giáp luôn mẹ ơi. Vô full giáp luôn nè. Tôi gặp rồi tôi bam. Mẹ có giáp. Trời, do. Ừ, mẹ có giáp. À, rồi, thấy rồi. Từ hướng nào mèo? Em chạy xa lắm rồi. Trời ơi, không kêu chị. Thấy rồi. Đây rồi, 10 giây nữa. Cưng đi trên luôn hả? Ờ, em đi lên trên luôn. Cưng thiệt là không. Em cảm thấy cái chỗ đó không hợp lý với em thì nên chạy. Bẩn. Quay sau lưng mình không nhảy. Woo, chạy rồi, chạy đi đâu vậy bạn ơi? Đứng lại đi, đưa nó dạy kim cương nó đây. No. Cưng kia tao đợi cưng mượn đi. Mượn bạn ơi, không đánh mượn. Chỉ mượn thôi, không đánh đâu. Đứng lại đi, đưa nó dạy kim cương để stress ở nhà ơi. Đúng rồi, kẹt đúng không? Bập. Rồi, thấy được rồi. Kêu ta vậy chứ gặp chị là kêu còn bạo lực hơn. Gặp mẹ bè cho ta quánh hơn. Bá kìa. Thôi, giết mày đi, lấy đồ dài. Tụt cái đồ dài bá ra. À, Mr. Kẹt Gamin. Em pha nè. Ơi, hên là ông chat được câu đó. Hên là kẹp tay. Hên là kẹp tay nhắn enter em ơi. Hên là ông chat kẹp chứ thôi là coi như là rồi. Thôi đừng nói Mr. Kẹt Gamin đồ fan là các kiểu anh vừa lại gần cái hồi móc cây ra quýnh anh lê lẹ với em. Ok, tôi thấy bà Banda rồi kìa. Đừng, đi chung đi, mình đi chung đi. Mình là chị Banda. Chị Banda. Cái gì? Banda. Cái gì vậy? Chị Banda. Chắc em cho chị đồ. Đồ gì? Đừng có chạy. Nói đi yên. Nhanh. Thì nói vậy đi. Bẩn quần đưa vô. Ủa mọi người. Cái gì? Vụ gì mà sao thấy đông vui bên tôi dữ vậy à? Biết nữa. À, bếp mà em. Chị Banda, phụ em. Đâu 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 đâu. Cứu em. Đứng ở đâu? Còn máu, em còn một máu. Rồi sao em trai? Ở đâu? Chị có biết đâu mà cứu. Không sao đâu. Chị thấy nó đây không? Chị thấy không? Nó đứng dưới này đúng rồi. Nó yêu máu gì lắm rồi. Đứng lên. Diễn nó đi. Baby. Dí nó. Baby ca chung ma. Baby. Chị Banda cho hầu chơi. Chị Banda đứng lắm rồi. Chạy đi. Dí nó. Chị đừng có nhấn vô cách nữa. Chị nhấn cần chôn đi rồi. Em nhấn cần chôn cho chị. Baby. Chị nhấn vô cách đi. Nhấn vô cách đi. Đẹo cách. Ừ. Đó. Chạy nhanh hơn rồi đó. Dí nó đi. Em không điều khiển được con chuột đâu chị Banda ơi. Rồi. Được nó. Chị Banda. Rồi giờ còn mèo bảo kê chị nữa. Mèo ơi. Bảo vệ chị, bảo vệ chị. Sắc lên. Đâu có nền mà đỏ. Chị ngay chỗ. Không biết. Lại đây chị cho anh hút nữa vậy. Cứ nó ổng đụng gì vậy. Anh hút mà hồi anh hút chết bây giờ. Chị cũng tự nó cưng có. Ủa hai người đâu. Cái sấm sét là có hàng chết á. Chị ngay cái chỗ bố địa ngục á. Ôi cái gì vậy. Có cái sấm sét xuống rồi có cái hình tròn nữa nè. Bố địa ngục hả? Sao không thấy ta? Mr. Kẹt Gamin, anh không ngờ rằng em bỏ anh chết cô đơn một mình em ơi. Tại sao em không đi theo anh? Hết kiếm bà Banda giùm tôi hết. Em nha, hồi nãy anh bực tí Tiểu Ngọc. Ủa sao tôi đi đâu vậy? Cưng ơi, chỗ hồi màu xanh có không? Cho Tiểu Ngọc rồi em ơi. Chị ở chỗ màu đỏ, vậy chị qua tới xanh lá cây rồi. Chị có đi, em xanh lá cây. Cứu, cứu, cứu. Xong, bà Banda xong. Đâu. Chị qua tới màu hồng, chị qua tới màu hồng. Cái trụ màu hồng, cái trụ màu hồng màu xanh thì cao luôn. Chạy hẳn chị Banda. Còn con gì chi không? Còn. Oh my god, chạy nó lại đi. Chị Banda sắp chết rồi em ơi. Chạy hẳn đừng có quẹo đâu hết, quẹo là nó có đường nó quánh chị hết. Chạy hẳn. Sao không thấy
thôi chạy hẳn tôi chạy luôn mày ơi quẹo 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 bơi phải chạy hẳn luôn nhảy xuống dưới luôn nhảy xuống dưới luôn đó nó không lấy được đồ của chị hiểu không trời ơi tài thôi thì hà vậy đi em ơi tao xin lỗi cút trả hù cho chị Panda đi em ơi đúng em ơi người Việt Nam mình trả hù cho nhau đi rồi xong ủa sao tôi có hai cút bay anh chị em chết em đi chết nha rồi luôn em hai màu đỏ nè trời ơi đúng rồi chạy hẳn màu đỏ đi mèo có một bạn fan đã bị quên cứu bạn đi nào chạy hẳn lại có cái chỗ hình cầu to to nè cảm ơn mình Tân Nguyễn nha chúc chị mèo và chị Panda tới hẳn ba vui vẻ bò cảm ơn anh nha em ơi rồi xong mèo bò màu xanh rồi xong bạn nó chết luôn con bò kìa lấy con bò đó đi thôi mèo rồi để tôi coi mèo nãy giờ mèo đi làm cái gì vậy mèo đang giờ tới màu đỏ rồi rồi chưa có cái giáp sắc xịn nữa rồi cái chỗ hôm đó nó quýnh chết bạn fan trước mặt mèo luôn á không ai bên tay trái ừ chạy hẳn bên tay trái cái này ừ. Chơi mà để người ta quýnh lén một cái rồi là lỗ rồi lỗ quá đó hướng đó đó chạy hẳn đi kiểu gì nó cũng xuất đầu lộ diện nè rồi xong vô kìa rồi vậy đi cháu khỏe đó nó cầm sẵn TNT nó chờ mèo luôn kìa còn có mình nó luôn với mèo luôn á cảm ơn bà Lê Hạnh Tâm nha nó qua tới cái mèo hả? Nó bên tay trái của mèo á ừ cái tụi bên tay trái á trốn ai hả nó trốn là sao gốc cây nè nè chạy vô đúng ơi nó cũng chọi nó bị rồi, kẹt ôi vô dính nó bị bắt máu hả chọi nó mèo chọi nó bị chạm rồi né chạy ui da chặn vô đặt đặt cái cam phai ra đúng rồi chạy rồi đứng ngay cam phai hồi máu trời ơi đứng cam phai mà còn giảm vô lửa nữa nhức đầu nó lại nó quýnh mèo mèo đúng rồi mèo có kiếm kim cương lợi thế quánh nó mèo trả hù tức cho tất cả mọi người mèo ơi cố lên mèo ơi cố lên wow mèo trả hù cho tất cả mọi người luôn hên là mày có cái cam phai lấy lại danh dự của chị trời ơi mẹ ăn có một kêu à chị nè nó giết chị Panda nè với giết bọn fan nè nó hai kêu nè ba ác ghê luôn một kêu hả con này còn được một kêu nữa chứ đê tiện thì em trốn đâu em ăn được một kêu à em à anh đi tặng đồ cho chị Panda xong anh tưởng là à có bà Panda là bạn đồng hành rồi nhưng mà thật ra anh lựa sai đối tượng là bạn đồng hành cần tặng cái lúc mà nguy cấp không à trời ơi chị bận vô rồi chị đi theo em nó quýnh em quá trời nó quýnh lén từ trước rồi bà còn đứng ra ba em đâu rồi làm sao chị biết được rồi xong cái tôi chỉ cho bà cái chỗ hàng đó xong đó nó quánh chết bà luôn cho chị thì cần phải đứng trước mặt chị chờ chị cũng đi mang đi từ từ nữa là em sẽ đứng trước mặt chị Panda lật bởi chị gì cũng lật đật vậy thì đỡ mấy à. Có nhiều cái lật đặt không được thôi có nhiều cái không lật đặt đến thì lật đặt ông này ông mua cái kem con cá với cái đuôi nè ừ xịn sao bao đi 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 đưa nó một lần cảm ơn bà Lê Hạnh Tâm nha rồi xong toàn đồ giỡn luôn thôi cút ôi cái chân bị lắc nhá không có được ê sao dướng cái gì vậy tôi nhận á mình ghê nhá cái chân bị lắc nhá không có được nữa chứ con này trước thì giỡn chân ủa sao giờ dướng chạy lẹ chúng ta chạy lẹ kiếm đồ chị Panda ơi chú kiếm hạ xuống vậy 15 giây nữa chị Panda 15 giây nữa mới được nền ta hả 15 giây nữa là tất cả được nền nhau tự do nên là... chị chạy chị nhớ nhìn sau lưng nha 5 giây vừa nữa vừa vô chị lo chị nền người ta rồi có cung rồi chị đồng nền được nói chị ui, nha nền được rồi chị Panda ui bạn Long ui bạn Long này người nhà tưởng nào nãy giờ thằng nào dí heo sợ hú hồn em ơi tôi có cái ông này đi heo bóc kê từ nãy giờ nè có không có em đội vô em ôi đi giờ còn em chị chạy nó sướng ghê trời tôi có hai người hai bốn ấy đó tôi ném ở đâu đây 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 em ơi chu ôi đây có ba mình đi nhau đây đây gì đấy trời ai quýnh chị em đó ai quýnh chị vậy chắc chắn chị mình đây mọi người ơi tôi có tới hai vệ sĩ lần này mọi người hai vệ sĩ ai vậy tự ác quá nó chọi chị chết ngắt vô đây em ơi đúng rồi vô đây anh với em đi theo trong đây nè em có vũ khí chưa từ từ con này có đồ chưa đó, giáp rồi quýnh chị nè ồ không biết phải không đâu vậy là ai á ai quýnh chị vậy Panda ơi chị đừng đổ quan cho ta chị Panda đi mày đó ủa có flame nữa nè flame này còn supply arrow ok em ơi anh có đồ gọi supply supply hả ừ à là tính cảm ơn bà Lê Hạnh Tâm nha muốn một lần được chị Panda đọc tên ai vậy Lê Hạnh Tâm cảm ơn em nha I love you em bắt mặt Lê Hạnh Tâm ơi em được đọc nhiều lần luôn chứ ôi bạn ủa cái này nó quýnh mình em ơi từ từ phải quýnh không ôi nó quýnh mình chứ còn gì nữa rồi phải quýnh hồn nữa chứ từ từ tôi sợ tôi quýnh trúng mấy bạn fan tội lắm thương lắm nên tôi hạ tôi để mấy bạn quýnh trước cái có phải là người nhà không tôi đi từ xa nha mọi người nhiều khi mấy ông là fan thắm khiều mình tự vậy có sấm sét ở đây em ơi lợi lắm cái gì nè sấm sét có cái gì nè con bọt ui đè chết á ừ, em sợ đè chết lắm, em là người kỹ. Phanh. Ủa này không bắn được hả?
Em đứng đó canh cho anh. Ừ, lên đây ông nội. Đứng đó dòm dòm nữa khổ ghê. Còn 10 người nữa hả? Ôi ôi ôi. Từ từ. Còn có đùi ven, Ê ê ê, anh lỡ em ơi. Đặt nè mấy đứa ơi, có đặt nè mấy đứa. Người nhà, Long, bình tĩnh Long, bình tĩnh, người nhà, no, em lại xả dao chào hỏi, từ từ, cho em đồ ăn coi, em ơi, đi mấy bé, ủa tội nghiệp không, ông này quánh ta trốn này, ta xin đồ ăn luôn, tội nghiệp ghê, từ, bây giờ không xuống không trả cái này, bình tĩnh, chúng ta là bạn. Ừ, ông nội đó ông quýnh chết, tại sao ông chạy gớm kìa. Nè, có supply drop, air drop mọi người. Long em lấy đi, anh nhường em á Long ơi. Anh đây đầy đủ đồ rồi. Nè, cho em cái chân nè, Nè, cầm cái chân đi. Chuẩn bị ăn ké mấy đứa ơi, ăn ké rồi. Từ, khu vực của mình có 3 người lận. Mình teamwork với nhau cũng an toàn lắm. Rồi, xong ông đó. Okay. Cái gì vậy? Cái gì màu? Thấy ai bay trên trời á? Ông bị lắc. Em hết đồ rồi anh. Em đâu có gần chỗ anh đâu, không là anh cứu em rồi. Trời ơi, cái ông nội. Ăn đi em, ăn vô. Em có đồ ăn không? Ăn trời vô. Trời ơi, trời chơi cái này sao tôi chơi đi trời ơi. Cái này anh nhớ ở đó quánh được mà ta. Ui. Sao ổng mà ổng bị cái gì vậy? Này là gì đông dữ à? Ê hốt hết. Thằng này hốt, thằng này mới chạy ra. Vậy. Thằng này hốt. Ông bác mẹ, ông một bác đó rồi. Đây. Vậy nè. Đây, dứt em ơi. Ê phát. Không, phát. Ôi ơi, nhúng. Kệ thằng đó kìa, kìa. Nè, ui thằng này lắc như vậy. Thằng ngoại đạo nè. Ui thằng này lắc như vậy. Tội tao với tao giết nó từ bình luôn á. Đặt đó. À mày biết hội đồng là gì chứ con. Ê ác quá mèo ơi. Đây mình mấy người. Một đống người luôn. Trời ơi, ông Long quýnh thành của tôi rồi. Rồi xong luôn rồi. Bạn Long này đồ sát như vậy. Hết rồi, giết luôn đi. Rồi mình nè, tính ra đây còn 7 người phải không? Đây mình có 5 người, còn 2 người ngoại đạo rồi, đi kiếm bắt 2 người ngoại đạo đi rồi mình tính sao. Chia nhau ra đi mọi người, hồi nãy mình gặp nhau là mình sát nhau nha mọi người. Sát phạt. Ừ, rồi mình sát phạt nhau á. Ui, có sấm sét trước mặt tôi. Thính không? Lút hết chưa đó? Lút hết rồi. Đây có đồ ăn rồi. À, đây rồi. Đây rồi, Senchi đồ ha, mày Senchi với tao. Đâu. Chạy đâu cho hót. Cái hàng trẻ trâu này đưa lại. Bây giờ thằng đó hồi nãy quýnh chị chết đó. À đúng rồi, nói chứ ai nữa chị mình đang không? Không biết là hỏi nó. Phải gặp đúng không? Tới nhưng mà chị nghi lắm cái màu đó chứ. Dí em, bật chế độ đồ sát lên, cào nó em ơi. Cào nó. Rồi này nó chơi thì kêu chạy tới cùng em ơi. Tao chí mày tới nhà. Tới thôi em. Mày nè, ba thằng này bận đồ con cáo nè. Có tiền nhưng chơi một mình là chết. Ok, nó chạy nhanh quá mấy bạn ơi. Nó còn xám áo nữa. Ôi, đứng đó, trời. Ê, Tàu ơi. Ê, mọi người. Tao yêu dữ lắm rồi. Chào toàn fan mình không à mọi người, chơi sao giờ? Thì nè, tôi đang dí thằng ngoại đạo nè, mèo đi kiếm đi, có toàn tới 2 thằng ngoại đạo lận á. Cô gia đây nè. Ôi, vậy là cô gia hả? Chung luôn rồi, vậy thôi, đạp thôi mèo. Chả hết đi mèo ơi. Rồi mèo, sau lưng, quanh lại sau lưng mèo. Dí nó. À, ác quá. Dí nó mọi người. Dí nó. Ôi, rồi, xong. Rồi, được cung rồi. Tôi ăn cái đã, tôi đuối rồi. Tao lên tới kẻ tới đằng kia rồi. Rồi, tôi hết đồ ăn rồi. Ai chạy tìm đi kìa, tìm đi kìa. Thôi nè, à cái thính này, đứa hết chưa, còn đồ ăn không? Đâu đó mọi người. Đó, cái thằng đó hồi ban đầu vô với chị chết đó. Quýnh, trời. Cho em á, cho mọi người đó. Bập đầu, đúng rồi. Tơ, không có gì hết, là tơ. Bập xong hồi lạc. Tí, bật ti em anh hút. Hồi nó có Tiểu Ngọc nó vô, nó slot này rồi mấy bạn ơi. Không kịp hết rồi, mày chạy dữ quá. Dí nó tới cùng mèo. Mèo dí nó hết cái map này cũng được nữa. Dạ. Dạ mèo dí tôi kiếm gì tôi ăn cái nó bụng quá. Từ tôi quýnh tiếp. Cô gia giết Mr. Kịch. Giờ đến lúc hành xác lẫn nhau rồi các bạn à. Giờ mình chờ tới giờ đi. Kệ nó quýnh phai mình hút thôi. Kệ từ. Có thính. Lời nó đứng giờ. Giờ tôi đang đói. Dạ. Bạn sao? Ủa xem xét. À, được. Canh ngay lúc mình đói bụng bạn này hành động. Ủa giúp em. Quá. Trời cái tí. Ủa sao đang đứng yên? Mình quánh bạn mà phải quánh mình lại chứ. Ủa sao bạn này quánh nghe cảm giác gì quánh gì nhiều quá ta. Thôi nha, cảm ơn bạn nha. Trời ơi, hay quá mèo ơi. Sao mèo dí, đó chưa? Rồi, cảm ơn sự hy sinh của cô gia. Tôi đã có sức trở lại. Mèo dí nó rồi hả mèo? Tôi dí hả, trời ơi, tim tim tim. Rồi xong rồi, tôi chưa kịp làm gì luôn. Mèo cha anh kêu Senti rồi. Tôi dí hả, tôi chọi tim tim. Giờ tôi sẽ đấm mọi người nha. Ai thấy tôi là tôi sẽ đấm người đó đó. Phải không? Tôi thử được cái mùi của bạn nào ở đây, đây rồi. Mùi gì? Đây rồi. Lâm ôi, anh thì bóp tin vô quá. Rồi xong rồi, mình đã làm sai rồi. Anh xin lỗi với bạn Sinh Chi nha. Đánh nhau đi bạn ơi. Đánh vậy mình chơi vậy là chơi kỳ rồi. Mình có lỗi với bạn đó rồi. Mình không thể nào mà tha cho mấy bạn này được nữa. Anh xin lỗi mọi người nha.
Tôi tiễn bằng lông. Em đang bay theo anh hút nè. Tôi tiễn bằng lông đi. Rồi xong rồi. Mặc dù là mèo với tôi tiễn mọi người đi rồi, nhưng mà mình làm gì quá trễ rồi mèo ơi. Để mình đập nhau đi mèo ơi. Mình tả lỗi với bạn đó đi. Bạn đó khóc, bạn nói chơi mình mà nó buồn kìa. Mình bị mình hội đồng á. Bạn nó khóc quá trời luôn. Thôi, mình xin lỗi rồi để sẽ lên. I'm sorry. Tội nghiệp bạn này quá. Sorry, I'm sorry. Rồi xong tối mèo đập nhau nè. No. Cái điện thoại. Cái điện thoại nó làm gì vậy? Không biết nữa. Hết thử coi. Điện thoại làm gì hết. Không biết nữa, thử coi. Mèo thử hay quá à. Hay quá à. Thử đi. Rồi. Phan nhau. Cái bé tìm tìm mệt. Phan nhau đi. Phan nha mèo. Cái này để làm gì á? Tôi sẽ cho mèo hiểu cảm giác của bạn Shinchi hồi nãy nè. Hết, cái này để làm gì hết. Gì? Cái này để làm gì điện thoại á? Sao? Cái điện thoại để làm cái gì? Tôi đang hỏi thôi mà. Tôi không biết. Tôi đang đập nhau với mèo, mèo cứ hỏi hoài, móc đi hỏi ra xài. Nè, ui hay quá, hay ơi, hay thiệt. Giúp. Hay thiệt, hỏi điện thoại làm gì, đang quýnh tao không? Đúng rồi, mẹp, đê. Điện thoại để làm gì, nhào vô quýnh tôi, hay, ghét, buồn. Thôi đừng chơi nữa, bạn kia mà mình chơi, mình phá game mà kia bạn buồn kìa. Thôi mình ra mình kiếm trò nào đi, trò nào mà kiểu chúng ta đừng có sao ta, đừng có kết hợp đồng đội với nhau, đừng có chơi teamwork. Giờ mình chơi cái nào mà kiểu gặp nhau là chặt nhau đi mấy bạn. Muda được á, vậy là Jack Linh nè. Muda là gặp nhau là chặt nhau rồi đó. Ừ. Anh hút sao chơi được với anh vậy? À mấy bạn chỉ cần có tải Minecraft trên BE là được rồi. Đứng làm chạy xe lâu quá vậy? Nó ở Củ Chi, nó ở trong, nó đi vô trong tâm Sài Gòn nó chơi, chạy về phải lâu rồi mèo. Vậy hả? Tôi invite Tiểu Ngọc rồi, để coi Tiểu Ngọc vô đi code không? Được. Tiểu Ngọc có bảo là đang lên xe chạy về mà. Vậy hả? Vậy ừ. Còn lâu lắm. Còn lâu lắm. Nhiều khi mình stream xong nó chưa về luôn á. Kiểu vậy. Phòng trực tuyến là gì vậy? Thì là vô đứng xem chung với mọi người. Nè, cái gì đâu? Ôi chị bánh đá cha. Dạ cha, tôi sẽ canh. Ủa sao chị? Tôi sẽ canh chị. Cha cái gì vậy? Cái này cái gì? Cha cái gì? Cứ bắt ta dead run đó chị bánh đá. Chạy lên nhắn cho ông xanh kìa, chị thấy không? Ông xanh hả? Ủa sao? Chị hả nhắn cho. Sao nào còn xanh chị chụp phải thôi đó. Đi lên. Đi lên. Còn chị làm chị cầm mũi tên hay cái gậy gì? Nhắn chụp phải vô chị bánh đá. Vậy hả? Ừ rồi, nhắn chụp phải vô cái đừng có cầm mũi tên. Chứ cầm gì? Lấy cái tay không nhắn chụp phải vô. Đi chị đi đúng hướng chưa? Đúng rồi, làm nhanh lên. Nhắn chụp phải bằng cái tay không vô cái ô màu xanh. Té là bọt bằng cái mũi tên. Đừng có chạy bộ. Rồi nhấn chuột phải vô, phải vô mũi tên thì tay là bọt mà. Đừng. Nét chát. Rồi chơi là chơi nhắn vô hả? Ừ. Chị thấy tay đâu? Có tay không đâu rồi. Sao mà không có được chị Banana? Sao mấy cái cục này nó cứ ăn án hoài? Ừ từ, chị nhắn được cái chị canh có người chị bắt chị Banana kìa, nhắn phải vô. Đó nè, có được đâu. Sao lại chạy nhanh như vậy? Nè, nhắn có được đâu. Rồi, rớt ray luôn. Chị không có biết trắng. Rồi xong. Nè được rồi nè. Cơ hội. Ôi. Oh my god. Ok. Mày không nhắn được, tức quá. Nè nè, có đó. Rồi chị cứ nhắn vậy chị Banana. Đó. Rồi em về đích luôn chị Banana. Rồi về đích luôn rồi. Rồi chị dí chị cho anh tiếp. Đúng rồi, nhắn chụp phải vô. Em về hẳn. Nhắn chị Banana từ từ. Chị chào. Mèo rồi. Ai vậy? Kè mấy bạn nè. Ủa mấy bạn này về đây tới đích rồi, bà nội này còn đứng đây. Chưa có người lại mà. Kè nhắn đó. Vậy hả? Ờ. Chị Banana cái đó bạn fan luôn chị Banana. Vậy là có người ta mình mới nhắn được, còn không ai là không nhắn được. Hình như cái bạn Trăng với chị Banana cũng không biết chơi luôn nè, cứ đứng đi vòng mà chờ nè. Kiểu mà nay nó chạy đi. Tôi chả bắt đâu. Chị biết chạy thôi chứ kia chị chạy. Chị bỏ cái tài số 1 và chị nhắn số 1 nè. Chị ép ra đi. Nhắn vô resin game đi. Rồi chị nhắn số 1 nè. Nhắn số 1 chi? Chị không nhắn được số 1 nè. Thì đó. Nè, last trap nè. Là cái 7 cuối cùng nè. Chị nhắn vô nè. Nó là nó bắt nè thấy không? Đó, bạn này kiểu đang năn nỉ chị nè. Chị bắt nè, nó chị nhắn vô đây. Chụp phải vô. Kiểu phải có người ở gần á chị mới nhắn vô được á. Chị né đi, nè. Ví dụ như đây nè, nó kiểu chị canh có người chị nhắn vô cái 7. Ta thắng luôn rồi. Ta xong xuôi hết luôn rồi. Về hết chưa? Buồn ghê về hạng tư. Trời ơi, là tôi chạy vậy mà tôi về được hạng nhất, tôi chạy hiểu luôn. Chị chăng vẫn ạch vậy đó. Kiểu nè, có cái thằng nào màu đen đen nó chạy sát bên tôi sợ chết luôn mèo. Thằng đó đó. Phải không? Thằng tóc đen đó. Phải không? Vậy mà sao này nó về được hạng nhì? Ủa tôi về được 1 phút 10 giây. Cái thằng đó không biết sao không? Phút nó vượt lên á. Hy vọng là người nào chăng đi chứ bà Banana chăng chán quá. Cưng tọt đúng cái gì giờ chị không đi được nè. Đi được rồi. Nè. Rồi, xong. Rồi đi được đó. Hello mọi người. Nãy giờ chờ slot cho Tiểu Ngọc mà Tiểu Ngọc cũng chưa về nữa bạn ơi. Tiểu Ngọc đi đâu lâu chứ ta? Đi chờ tháng 3 chứ đi đâu bà nội. Mèo là chăng? Được luôn. Vậy hả? Đẹp rồi, sao vậy quý? Chạy đường này hả? Ê nhìn giống ông nãy chăng nữa vậy? Toàn đặt tên kiểu Grand Crow gì đó không? Ui, nhảy qua luôn. Nhảy qua luôn. Vượt qua hết tất cả mọi chướng ngại vật luôn. Mèo bắt. Nhảy qua nè.
cái gì chứ tôi chăng rồi họ chết hết. Nghe được lắm. Quá giỏi luôn. Bước vô đây. Quá giỏi luôn. Thử tôi chăng là khỏi nhà. Rồi xong. Bắt đây. Ừ ơi sao mèo không bắt nó để cho nó chạy. Bước qua. Ủa sao chị nhảy qua đó không được? Không, phải giải quyết nhanh gọn lẹ không? Ủa. Lên nào. Được trời lắm. Đừng có nhảy vô chết. Chưa cái gì hết, đừng có hối mấy bạn này. Tôi cái đường này gì kỳ quá. Mèo mà bắt rồi là không có đường nào mà chúng ta sẽ thoát đâu các bạn. Cái này là gì tôi biết gì. Rồi nhấn cái mũi tên rất từ đầu xuống đó. Mèo. Cảm ơn mình trời luôn một yến nha. Ủa sao bạn đừng mới đơn rồi. Ủa là sao? Mình chưa mới đơn cho bạn mà. Bạn có tận nít khác không bạn? Mèo ác dữ lắm mấy bạn ơi. Ôi sao tài sao chết cho đó bạn ơi. Nó bắt kìa, nó bắt không ai về được luôn bạn. Không một ai về được luôn con người. Qua đi qua lẹ lên thôi tôi bắt à. Người đâu mà độc ác quá. Cái vụ nhanh lên. Ê có thằng đang chạy trước kìa sao không bắt nó. Ủa có hả? Đâu có đâu. Có ai chạy trước không đâu? Là ông này là cái chỗ này. Ôi oh my god. Về luôn rồi. Cái chỗ đó tới thui không mấy đường tức. Nhảy nè. Trời ơi tôi bắt gắt quá. Tôi đang đứng đây tôi nhảy hết. Chị thì không ai bắt chị hết á. Được cái chị nhảy qua không được nè. Bạn qua luôn có lông mà. Thôi. Rồi xong mình vô rồi các bạn ơi. Dạ các bạn bạn đang nè. Cảm ơn bạn Thanh Tâm nè, Cú Chanh. Cảm ơn em. Chúc em tên tháng 3 vui vẻ. Ủa, nhìn tên. Ủa, em phải là nữ là sao? Tên em kiểu giống một tên kiểu nữ em. Em sorry nếu em phải là nữ nha. Cười ghê. Rồi nhìn mèo bắt ác quá, tôi thấy mèo này tội nghiệp luôn á. Nè. Bụm. Rồi xong cắm đầu. Tính là nó ném về luôn á. Mở Don về chưa mà em ơi. Chưa kìa việc trở lại vậy nào mà làm việc trở lại kênh mở Don chưa chị anh á. Nè nè nữa nè nghe con người ác mày thì mày rồi xong rồi luôn quăng bưng men luôn bưng men về được luôn nè tới là cô gia nè chị Banda nè ơi sao chị ghét cái chậu đúng quá mèo bên đây rồi cô gia luôn rồi lê mà thôi không phải rồi xong bay rồi chị Banda bay luôn không ai về được luôn người ác. Được hạng mấy hả? Người cuối cùng về là hạng mấy? Người ác. Ôi, tính ra tôi về hạng nhì. Ủa có ông này tôi nói phải không? Kiểu chạy đúng nhanh luôn. Ông nào vậy tôi không thấy. Tôi cũng thấy luôn. Ủa này, 1 phút 54 giây tôi về. 1 phút 56 nó về trước tôi 2 giây tôi. Ủa, không thấy được. Sao tôi thấy cả. Thôi bắt ra happy đi, mình chơi trò khác đi để cho mấy bạn khác vô chơi. Chăm vui ghê luôn á. Dạ trốn tìm đi. Tôi biết trốn tìm mà tôi bị đá chim nữa. Thôi mua đờ đi. Mua đờ đi. Mua đờ đi, trốn tìm bị đá chim đau lắm. Đá stream mấy bạn. Đá stream. Chị nói kia đá nghe kia đau thiệt. Đá thì cũng đau hết á. Đá sao nó cũng đau. Cảm ơn bạn Lê Bật Bảo Thi Lê Ngọc nha. Ủa sao tiếng Ngọc lâu quá vậy trời. Tôi invite mèo đừng có hối chạy xe mèo. Chạy xe hối là không nên. Từ từ thôi tiếng Ngọc ơi chị không hối được nữa đâu. Nãy giờ ông cũng có nghe gì đâu. Em vô không được không u. Em có xài phiên bản mới nhất cho em. Em cứ tải Minecraft phiên bản mới nhất là em sẽ vô được thôi. Ủa chị em xin đôi quần áo nè. Ủa hai này xài chục kim nhau mèo. Em xin đôi quần áo nè mọi người. Này gì nhào vô quên cái dũi gì. Ủa cái này là gì đây nhà tắm. Ủa này nó hắt cái gì nó đi kì kì á. Ủa cái này cái gì đây toilet nam. Ồ tiền. Ê chị có cái cung giờ chị làm gì giờ. Trước mặt chị mình đang bảo vệ em đi đừng có sụ chị thằng chứ tính đâu mà cảm ơn mình đi nghe bây giờ mình điện thoại mà có ai mới trên mặt đó chị mới trường cái mặt quỷ. À em phải có cái tài khoản Google đã được mua cái game Minecraft á em. Hoặc là em có thể hình như tải crack cũng được không. Anh nhớ là trên Android thì tải crack cũng được mà. Còn trên iOS là phải có hạt. Hình như là anh nhớ là vậy á. Cưng có thấy ai cầm cây đúng chưa. Có thấy ai cầm cây đúng chưa. Chưa. Cây đúng á. Ủa ai chơi chặt à. Nghe cái cặp kìa. Phải không. Nghe hướng nào nghe hướng nào. Hướng sau lưng em á. Sau lưng cưng ư. Sau lưng cưng là ở đâu. Đâu lưng cưng đâu. Em là sau lưng em cái đâu. Sau lưng cưng là một đếm. Cái thằng này nè chị Minh Đa. Màu gì. Thằng này nè cái thằng cả nhúng đi cà ve chị Minh Đa. À này hả. Ừ nó khỉ giết người chị Minh Đa. Thôi đi đừng có giận. Đảnh đó chị Minh Đa. Ôi thiệt. Còn ông này ông bị tai biến cái gì mà ông có làm gì hoài luôn tao. Ông bị tai biến chị Minh Đa. Từ hỏi ngoài sảnh vô đây luôn á. Mèo đúng rồi. Chị Minh Đa nè cái mộ nè chị Minh Đa. Màu gì. Em phải hiểu nó nè chị Minh Đa. Nè nó bị giết người. Móc cái kiếm ra. Cái mình nó chị Minh Đa. Nó chạy kìa. Nó gặp chị nó chạy kìa. Móc cái kiếm ra đi. Ôi trời. Thôi nhiều khi không phải. Chết nhiều khi không phải. Rồi nó chém chị nghe. Em cười câu.
em con trai anh ơi. Ê, chị bắt anh thấy là bạn Lê Thanh Tâm, em xin lỗi anh nha. Bảo bắt tao bắt học té chưa? Nó chết rồi. Ủa? Ai giết vậy? Không phải ông ơi. Ủa là sao em chết luôn? Rồi vậy là ông bắn cung đó là. Trời, ông này ông bắn em nè. Giờ nó nói ông nghe. Cưng đi. Cậu ông tai biến này nó thiệt kiến mệt. Chị bắn ông đi, ổng là cái người đó. Không phải, bây giờ cưng đi điều tra đi mèo. Mẹ chết rồi. Coi có ai cầm kiếm. Để em điều tra cho. Chạy đi. Em nghĩ là cái bà tóc hai màu. Em nghĩ là con tai biến đó chị bạn ạ. Không phải đâu, tai biến nó để gì nó đứng. Tại chỉ có cung mà chị đừng có làm đồng tiền. Ủa vậy hả? Ok. Nè, em chỉ bắn tai biến cho chị coi nè, nó chết chắc. À đâu, bắn đi đó nó. Rồi sao mà không ai nói chị Bình Đa? Thấy chưa? Nè nó tai biến rồi nè chị Bình Đa. Em nghĩ là tai biến đó, em nghĩ đứa đó. Không. Em nghĩ đứa đó đây cho nó lụm nhiều tiền hả? Thằng này hồi nãy nó đứng ở trên lầu á. Thằng này hồi nãy hai đứa y chang nhau chứ nhớ. Thằng nào kìa? Thằng tai biến. Tai biến đó chị Bình Đa. Thằng tai biến. Vừa vô kìa, chị tai biến rồi. Không, có thằng tai biến. Cái thằng màu đỏ này nè. Thằng đỏ á. Gì nữa? Chị Bình Đa, chị làm đi, chị không làm là hồi em làm chị với chị Bình Đa. Bình Nam bao nhiêu hết bye bye. Trời ơi trời ơi. Mày nói. Mày nói. Tóc hai màu. Mệt quá. Em chưa nói hết mà nó qua mà chịu tiền. Thôi mệt gì đó. Mẹ con này nè, em nói nãy giờ nói như thế này nè. Tất chơi luôn á. Em chơi được với anh chị hả? Không phải chị chưa đọc được kịp nên cái chữ nhỏ quá. Em kêu chị khoan đó, bà hai màu mới đi lụm. Lụm con nặng biết chị mua thuốc không nội. Nãy giờ mua thuốc ha. Bắn em. Em. Nó không có kịp. Thôi. Thôi xong em chết chắc. Nó mua thuốc hoài luôn nè. Rồi xong rồi nó phóng kiếm kìa, nó phóng kiếm kìa. Kiếm nó. Rồi. Thấy chưa? Trời ơi. Con hay quá Lâm ơi. Phải không? Chị nói là con nhỏ tóc hai màu. Nãy em nói chị nghe em. Cãi kêu chị nghe em chị bắn ngỡ tay biến. Không phải à. Có nhỏ tai biến trong đây, tưởng là vô này, tưởng là anh bật tiền nè. Đang vô. Em nói là cuối em nói khoan, chị Bình Đà để em coi nhỏ này cái. Cưng thôi, chị chết xong rồi cưng mới khoan. Không, em khoan trước rồi. Bà Bình Đà này bà không có lòng tin vào đồng đội các bạn ơi. Đúng. Người gì sống hèn quá bà không tin đồng đội. Mẹp ít đúng mình. Không. Đà hai, mẹ bè. Cái gì vậy? Quên. Cái em như vậy giờ mai ép bớt. Này em thấy trên livestream có bà Panda vẫn ngồi kế bên anh không? Chúng hiểu xem. Ờ. Cảm ơn em. Bây giờ chị ngồi không? Đây là biết tại sao không? Phòng bà có ẻ bậy bệnh á. Hết bậy. Phòng ba ẻ cả tuần nay mà kiếm không thấy. Nơi bậy, đừng đem nơi lên. Ê vô ẻ bậy trong phòng bà rồi bà kiếm không thấy rồi bà nghe hối quá bà. Bà tự ẻ thì bà tự nhột nên giờ bà không dám về phòng bà nữa. Nơi bậy. Nơi bê. Bỏ qua đây bỏ luôn rồi. Bỏ hết về phòng làm việc của ba. Cái chỗ đi bằng phím đáng lẽ nó phải gần với cái tay chị chứ. Sao? Đây. Ô la 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 la. Ô xa la 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 la. Giờ trái gì vậy? Si, giờ bà sẽ giờ trái gì vậy? Đang chưa? Chờ tôi ngập vô. Đang vô. Ôi tôi nhảy bắt cua tập trung tới vậy rồi. Được rồi. Có nào return trung hấp ta? Ô mi xa la 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 la. Thế chị chị lên rồi, anh ghế sofa đó chị ngồi được không? Không, tại sao chị chơi? Chị lại nói mà chị nhắm á, chị nhìn từ đó là thấy được cái màn hình này chị lại. Không vô rồi. Chị mỏi lưng với chị chồm với chị mỏi xỉu. Chị đừng chờ mấy chị ngồi thẳng. Chị ngồi vậy thì chị lại thấy lộ liễu cái mặt chị trong đó. Chị phải ửng lên. Ửng. Sao? Tưởng Ngọc, anh mời em vô bật ti kìa Tưởng Ngọc. Vô đi Tưởng Ngọc ơi. Cưng vô cưng thế dai chị Tưởng Ngọc ơi. Chạy thư thì chị không phải gì. Rồi, mình sẽ quất cái mua đời nha. Tưởng Ngọc ơi. Chào chị. Chúc những người con gái trong tim càng xinh. Cảm ơn mặt Thanh Mèo nha. Cảm ơn em. Chào em. Chào em. Bạc. Khuya quá, mẹ giờ khuya quá, mọi người cần phải đi ngủ nữa. Chị cũng chúc cho Samsung là anh Android nha mọi người á. Ừ thì Samsung là anh Android nha. Ê. Cảm ơn em đã thông báo cho thông tin là ai cũng biết. Ê, Tưởng Ngọc vô rồi kìa, up đi mi. Tính ra là nó mới vô luôn chị Bạn Đa, chị ác chị vừa phải vừa đây. Up stream không? Mấy bạn chịu up stream không? Đó đi. Tưởng Ngọc nó vô nè, up stream nha. Vô up stream đi. Mút hoài. Mút đề vui mà em nay có đông người, có mấy bạn fan của anh vô nữa nè, đông lắm. Chán, nghĩ là mình chán. Mà Bạn Đa là mũ đời á, bà mới chán đó mấy bạn. Nghĩ là mình chán. Chán. Gì giùm ta? Sống tới cuộc đời này mà không có kính. Bình Đan nè. Có kính Tưởng Ngọc ơi. Có kính không? Có luôn. Kính đầu. Kính trong quần em nè. Rồi sao đứng đây ngà trong này chi vậy từ? Ngà trốn chị gì Bình Đan? Tiểu Ngọc ư.
gì vậy má? Em đi trốn mình bên đây. Chị bên đây không nghe em nói đâu. Đứng đâu quên mèo. Có mình anh đeo tai phone nè, nguyên cái bậy của anh không ai đeo tai phone hết á. Em mà đại sao? Không đeo luôn hả? Ừ, không ai đeo tai phone, có mình anh trong Discord với em nè, em không thấy à. Còn chị thì đang ở ngay vàng. Mấy bạn đi ra đi, đừng có trốn chung. Chung mình nha. Ông vàng cầm cái game ông sư tử bao giờ kìa, thấy không hết kìa đi. Đó ông đó kìa, đó cứ nhìn. Cần nhìn không? Không, em muốn nhìn đâu. Đó, ông cầm cái kiếm ông quẹo kìa. Đâu, cái kiếm. Lộ liệu quá, cần lời đá thương hiến mạng hay gì. Trời ơi, ông này dạng, ông chơi bằng điện thoại hay gì rồi. Thân nghiệp ông quá. Di chuyển khó quá, chết chắc. Đó, ông đứng kìa, ông sao ông còn vỗ tay nữa kìa. Từ ông này, ông gắn cái skin giống y chang chị chứ đâu. Ông nhưng mà sao hồi nãy chị thấy ông áo vàng, chị không có thấy cái đó. Ông xài cái kia đó. Cái lúc này làm cho cái mặt tôi nó bị đậm quá ta. Đúng, bởi vậy con cho chị ngồi gần trường vô nó bởi vì mặt chuyển tối lại à. Xuống quá. Rồi xong, vậy nè, nó. Sáng chưa? Sáng rồi đó. Tự thấy chị đẹp là đúng á, còn thấy chị xấu. Em thấy lúc nào chị cũng xấu á, chị không có đẹp nổi gì bên đây. Kệ cha chị. Hoài, chị không biết, chị hoài, ngày nào ông nói gì nó hoài. Nó không biết mệt. Cái gì mà nghỉ chơi với anh có làm gì đâu mà nghỉ chơi với anh. Đúng rồi, nghỉ chơi để chơi chị xấu. Anh chưa làm gì em á, anh nghĩ em nghỉ chơi với anh rồi. Tại con chơi chị xấu. Sao tôi hết nghe được gì ta? Alo, Tiểu Ngọc. Em có nghe anh nói không? Alo. Sao tai phone hết pin? Không ơi Ngọc. Dừ, chị nói phải đặt xài tai phone không dây thường. Không, không biết. Trời ơi trời. Vậy? Không có cái kia lắm, chị bên đây. Thời ơi, mình xài cái khác, có nhiều cái lắm mấy bạn. Sống tới từng tuổi này mà cái kém cũng không có. Cái gì hôm nay vừa chút trẻ cây cung cái móc xì. Oh my god, đồ mà lý ba bờ, chị chết ngắt. Alo, Tiểu Ngọc. Ê, ai? Bộ bia chị ngoài cái giếng nước đó nha. Alo. Bộ bia nằm đó đã cắt tên chị rồi. Oh my god. Em nói chị bắt đầu sao rồi nhanh đi. Cái mít của Tiểu Ngọc nó quá. Rồi xong. Rồi chị không nổi tiếng rồi, anh để cái này nó nằm ở ngoài nè nó. Đó, vậy chứ gặp chị là cưng qua cưng quýnh chị rồi. Gặp chị mà nói lớn kiểu cưng quýnh chị rồi. Không, cái tai phone của em chị Bình ơi. Thôi, tai phone cưng đó cái gặp chị nói chuyện như thường ngày cưng quýnh chị nó. Mình biết mình có bao nhiêu cục vàng ở nghe. Chị anh nghe em nói tiếng Ngọc nhưng mà mọi người không nghe đâu, anh chưa chỉnh vô rồi, trong rồi, cái mắt mình bị bù lạc. Cái livestream. Bệnh hả? Chết chưa mẹ. Chưa còn sống. Nào. Tôi né qua tôi lắc một phát một còn hơn là hả. Nào Tiểu Ngọc. Nhỏ gái áo hồng á. Đã con gái mà. Trời ơi cái gì đâu rốt cuộc con nhỏ nó mặc cái áo màu gì. Con nhỏ con gái. Tôi kiếm nó chặt. Đứng đây, ra ngoài đây đứng đi. Đi. Tôi chỉ cho nè. Mày bị tai biến hay gì đi. Tao cắm đầu lắm rồi. Tả con gái với con trai. Trong này là cứ phải tả màu mà. Con nhỏ con gái áo. Ôi no. Ông đâu rồi. Tôi đang đi lượm con được 6 con nè. Tôi nhỏ con gái với cái hồng. Tôi chạy ngược lên nó chạy ngược lên tôi mất cái kiếm mà. Nè. Từ rồi sao mèo giết nó hả? Không có. Bạn Kiệt giết, tôi đứng tôi chỉ làm màu làm nền thôi. Nhỏ đó màu trắng mà nó màu hồng. Ừ. Khổ ghê á, người ta màu trắng nó người ta màu hồng. Nó vừa sát xuống một phát vào tôi lắc luôn cả thiệt lẹ luôn. Không thôi tôi ngủ cái tỏi để chứng kiến cái cảnh nó bị giết. Tiểu Ngọc em đang làm gì Tiểu Ngọc? Ồ Tiểu Ngọc đang làm gì? Không biết nữa, tôi không biết Tiểu Ngọc đang làm gì á. Rồi ông đang với Tiểu Ngọc đang làm gì với nhau? Tôi đang chuyển tai phone vô đang tôi nghe Tiểu Ngọc nói cái gì. Không là tôi không nghe được. Phải không? Tại nãy trong trận tôi chém qua được. Ừ, phải luôn. Đó, Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc mới alo cái gì vậy ta? Rồi, Tiểu Ngọc. Alo, Tiểu Ngọc ơi. Đến bụng á, Tiểu Ngọc ơi. Nghe không, Tiểu Ngọc? Vậy? Tiểu Ngọc ơi, chị đến bụng. Tiểu Ngọc ơi, nghe chưa, Tiểu Ngọc? Nghe, ừ. Nghe nè. Chị đến bụng á, Tiểu Ngọc. Alo, rồi, nghe rồi đó. Đừng có bu lại em ơi. Mèo. Cái gì ba? Lâu Tiểu Ngọc, nghe em Tiểu Ngọc. Nè nó nghe nè. Nó nghe tôi mà tôi không nghe nó mèo ơi. Thôi nó nghe lầm lầm bên này nè. À Tiểu Ngọc cứ nói. Tai phone tôi là tai phone giỡn. Tai phone em tai phone không dây gì Banda. Không dây thì nó không nghe luôn. Nào tiễn em đi lẹ, nào tiễn em ạ. Em chưa kịp nhìn nữa, nào tiễn em đi lẹ. Chắc là bà Banda. Rồi thấy à, áo đỏ nè, áo đỏ nè, nè. Không phải. Con nhỏ đỏ mua đờ nè. Trời ơi. Màu đỏ hả? Đúng rồi. Con tay biến á. Vậy hả? À? Ừ. Nãy giờ chị chậm tay biến nhận tức rồi giờ mình đó. Đó. Ui, cảm ơn anh Dương nha. Chúc cả team buổi tối vui vẻ. Cảm ơn em nha.
đập đời của mình đai hết rồi kìa. Rồi Tiểu Ngọc còn nấp ngay gốc cây nè Tiểu Ngọc. Em ra em kiếm đồ em giết nó lẹ Tiểu Ngọc ơi, em nấp ngay cái bàn đó hồi cũng giết em à. Con đen là đen đỏ Tiểu Ngọc. Em nhìn nó là biết liền nó luôn á Tiểu Ngọc. Nè đi toàn cắm đầu đất không à. Nè không biết ra chơi luôn. Rồi sao mày cắm đầu dưới đất nè. Này thì tai biến hơn là có cái bạn kinh và rốt gaming nè. Đó Tiểu Ngọc nhìn kìa. Trời ơi nó làm 10 kill. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Bà Đạt bắt đầu đi học. Anh Hút nghe được Tiểu Ngọc nói mà mọi người không nghe được. Bây giờ anh không nghe được luôn các bạn ơi. Ủa vậy cứ đeo tai nghe chi vậy? Em đeo tai nghe, em nghe tiếng game mà nói. Không. Thôi thì ta lột nó luôn. À, nó mà chết. Để nghe nó luôn nghe. Thôi được rồi, em vô lại nè. Chị nghe tiếng nói nè. Ai cũng nghe, chỉ một người không nghe. Không, em nghe vậy bên đây. Anh ai cũng hiểu chứ. Rồi nghe nãy chưa? Quê. Thôi bây giờ mình build đi. Ai cũng hiểu chứ mọi người không hiểu. Build hả? Build em chị vô chung phe nhau nè. Có khi nào được đâu phải được vậy hả chị? Build team nha, build team. Ok. Làm sao chị với cưng được chung? Hello Tiểu Ngọc, nghe em Tiểu Ngọc. Hello em nghe, nghe. Anh cũng nghe em Tiểu Ngọc. Ok. Cảm ơn bạn Ánh Dương nha. Tặng chim mèo của ta. Cảm ơn Ánh Dương, trời nghe như em là ánh sáng của cuộc đời chị vậy đó. Lẹ đi các bạn ơi, một người vô nữa là chúng ta vô map build này được rồi. Còn ai mà ngồi xem livestream không ngại mà nhấn nút vô. Đây, bạn là Quy Dư. Bạn này tên là Quy Dư luôn. Level 3 trên 20 là cái gì vậy mọi người? Level 3 trên 20 là cái game này mẹ level 3 chắc. Chắc là vậy. Ông level mấy? Không biết, tôi luôn có level 3 trên 20. Giờ mình build con này hả, giống vậy hả? Bị khùng nha chị Bình Đăng. Chứ sao để cái hình này chi? Ta để hình trang trí lên cho ta biết chị Bình Đăng. Đây đây đây. Đây 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 đây. Ôi tôi với mèo yeah. Hình đồng ba chết cha. Đợt. Ủa xem của mình vậy. Television, television. Truyền hình mèo. Truyền hình hả? Chị Bình Đăng đâu? TV. Mèo biêu cái kệ tủ của tôi, biêu cái TV. Ok. Rồi một mấy phút, 9 phút mèo. Làm lẹ lên mèo ơi. Chị Bình Đăng đâu? Thôi tôi quýnh quá tôi có làm cái gì. Cục màu đen hả? Chị cũng lưỡi cục màu đen nè. Chị đê tiện của chị Bình Đăng. Có sao? Cái gì đó? Cái biểu gì chị biểu? Mèo mèo bê biểu cái kệ tủ ở dưới giùm tôi đi. Cái tivi ông bà lớn. Này nè, tôi biểu hướng này nè là mèo biết theo, mèo mèo tự động nhìn theo mèo biểu. Cái là cái kệ tủ, cái màu kệ tủ ông lửa đúng không? Ừ. Chị biểu cái tivi treo tường. Nè hết. Cái kệ tủ nó bự cỡ này đi. Ừ rồi nè, nó. Kêu ra. Nó, cho nó dễ. Sao tivi thấp quá làm sao tôi làm kệ tủ được ông nội? Sao cũng được hết. Sao chị hận bê cái gì lẹ thì làm đi, làm thì làm. Bây giờ nói kiểu lặp lại lặp lại. Làm đi, làm đi, làm đi, làm đi, làm đi, làm đi. Thôi để cho ổng bê luôn đi. Chị đứng chị phụ giờ. Bê đâu sao? Bêu đi. Chị nhìn cái tivi ở nhà mình á, chị biết sao chị biết vậy. Chị biết. Hèn quá chị Banda, chị bêu đi chị Banda. Làm đi, làm đi, làm chị làm đi chị Banda. Chị làm đi nè. Làm được thì làm, không làm được thì làm chị Banda. Ông không nói gì hết sao chị biết là ông muốn làm cái gì, đặt vậy chứ gì. Rồi chị hỏi rồi, giờ em muốn cái gì đó. Em lại là em thấy có mình đây nè, vậy là hợp bài. Tự nhiên mình không build vô giữa, mình build nó vậy hết. Ừ giờ tôi lỡ làm vậy rồi, giờ mày có làm chứ. Giờ tôi em build chung chị Banda, giờ chị Banda không nói được gì hết cũng vậy. Chị Ngọc luôn nó tự ngập nó nói giờ mà em biểu chung chị Banda mà chị Banda không nói được gì hết này cũng vậy à. Không nghe được chị Banda nói gì. TV này là đường chân trời có cái mặt trời chiếu lên nha chứ không phải đóng kín. Ai mà nghĩ đóng xít là tạt bậy lắm nha. Giờ ông biểu mà ông còn không tin tưởng được ông nữa, sao ông kêu người ta tin tưởng điều đó được? Biểu vậy thôi á, ai suy nghĩ gì suy nghĩ đi. TV không đều nữa. Thôi thằng Linh ơi mà cái này. Giờ mèo suy nghĩ sao? TV này sâu quá. Chịu. Dạ tôi không thích build theo cái trường phái đó mẹ hiểu không? Nè mèo gắn cái nút vô giữa đi mèo. Đang đây. Kệ đi, build sao mình cũng được dễ nhất thôi nè. Phải không? Nghe thiệt không? Mấy bạn này khó tánh lắm đó nha. Sao? Ừ. Tụi lần cuối tụi chơi là bạn khó tánh lắm á. Mấy bạn cho tôi dễ nhất đó mèo. Rồi bạn chấm điểm công tâm nha. Chấm cho chị Banda. Đó đó, tính nói rồi đó, thấy chưa? Cũng công tâm mà tính đó, tính kêu gọi rồi đó. Thì chấm cho chị Banda là công tâm cho chị Banda. Thôi chị thôi công tâm. Chấm mấy kêu thương hại cũng được. Công tâm hồi không có ốc chị tọt, không công. Chị làm ở đây cái cây nha 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 nhỏ chứ bé ơi. Kêu sao bé ơi nè. Bé ơi. Chị làm một cái cây nho nhỏ ở đây nè. Được, được. Chị ta ăn cái khoái vậy không? Đó chưa mèo say mà mèo có người ngồi coi mà nghe buồn không mèo?
Ông muốn tivi bự hơn chút không? Thôi tôi sửa cho cái tivi bự hơn chút nha. Tôi làm cho ổng một cái nghe tiếng mưa rơi. Tôi đang thấy một người ngồi xem tivi. Xấu. Rồi ông không thích cái cây của chị. À cây màu đó đúng không? Chị làm cái cục này thế này. Chị làm cái cục cục gì nữa đây? À chị sẽ làm một cục làm cục mứt. Mùa chị Minh Đa đâu nghe nói gì đâu. Chị Minh Đa không nghe em nói gì đâu Tư Ngọc. Nghe gì Tư Ngọc? Giờ nói xấu người ta cũng đâu sao nè. Giờ em nói xấu bà cũng không sao Tư Ngọc. Cắn lên. Bà nghe cái trò trẻ thôi Tư Ngọc. Trò trẻ là gì? Trò trẻ trò trẻ. Oh my god. Cái gì đây? I'm a little papa. Oh my god. Tôi sẽ làm cái tivi này là tiền thành thùng chứ hết. Ok. Còn 5 phút nữa. Từ từ làm xong rồi mình cứ coi cái nào đẹp mình trang trí là sao mèo. Cứ tự nhiên đi. Cứ bình tĩnh rồi làm thôi. Đừng có gấp giúp. Đừng có gấp giúp nghe chưa. Gấp quá là hư bột hư đường. Cái gì vậy em? Cảm ơn anh Dương nha. Tặng cho chị Panda xinh đẹp nè. Cảm ơn em. Cảm ơn nha em nha anh Dương ơi. I love you em bạc bạc. Chết TV bị méo. Tư Ngọc tới đâu rồi? Ai biết. Tư Ngọc còn sống không Tư Ngọc? Em đây, em đang nói TV bị méo. Bị méo hả? Ờ hả. Sao tôi đập cái nó bể hai lóc ra, nó chịu rồi. Chuột bị kẹt á. Tôi đâu, tôi thử nhấn chuột trái hai cái một lần nè. Nó bình thường à. Đâu bị double leg đâu. Ông muốn cái tivi này có kiến không? Ai biết, mẹ cứ chế sao mẹ chế, mẹ phải chế đẹp mẹ chế. Kiểu gì nè. Đấy, xong rồi. Tư Ngọc xây xong rồi á. Thôi quá, đã vậy. Bà Panda mà bà tặng nào. Nhỏ mới xây cái bà xua. Này em gì mình đang ghe tất cả Tư Ngọc. Em làm lơ cái người đó Tư Ngọc. Ta chạy Tư Ngọc. Bà nghe nói gì đâu. Chạy trâu Tư Ngọc. Cũng vậy. Chạy trâu kia cả sự đời Tư Ngọc. Đúng rồi. Thật thật thật. Chị cũng mất trước khi mà bị chàng vậy. Chị cũng lộng như cái gì, chị cũng lộng như cái gì. Bà này bà đê tiện lắm. Thật 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 thật, khỏi phải nói. Khỏi phải khen. Chị không cần khen phải không? Đúng. Có cái tivi nho nhỏ. Thôi thôi. Nhìn một thử đây. Học hửi gì nè. Đó là gì hết? Chó hả? Ừ. Thật thật cái biểu tivi đi biểu chó vô lạnh. Nằm coi tivi cái bên chủ nó chị Panda. Cái người chị không có cái gì gọi là văn hoa chị Panda. Bình thường à. Người ta kêu cái gì mình làm đúng cái đó đi. Sao? Nhìn vô rồi hết chưa, thật thật có anten rồi đàng hoàng chứ thật thật. Thật buổi giờ mà hút cho cái anten. Thôi thằng Linh ơi. Ông về thập niên 90 à. Cô Gia ơi. Anh Đa mà xàm chứ. Em hút cho cái anten nhìn nó được cái em. Cô Gia cái gì vậy? Em Cô Gia em xây thêm con chó con mèo con vịt nữa đi. Người ta xây quá chừng luôn kìa. Thôi mèo đừng có làm cái lỗ tai bị. Đúng rồi. Mình làm tivi cho mọi người xem được rồi.
Bạn Panda có say mắc cười quá các bạn ơi. Hồi nữa bạn nhớ chấm điểm cho chị Panda cho công tâm nha. Thấy mày bắt trước mày. Bạn chưa bạn ơi. Mẹ hút những chó của mình có này luôn mẹ hút. Gì vậy? Hay á. Hay á nào. Được á. Rồi giờ là chữ thắng chắc. Mẹ nó thu cho mèo vô luôn. Đảm bảo thắng. Không. Không, cái đó là học thắng được. Cái đó không phải là công tâm. Cái đó không có công tâm nào. Cái đó là nó gọi là công công. Ừ, chết cha. Chết cha lỡ được bể cái này không được bấm chị sầm đầu không? Sầm đầu chị. Bấm chị sầm đầu ổng á. Sầm đầu, sầm đầu. Đúng rồi đó, ừ đúng em nên thấy cái này. Đây cái gì cho đẹp. Cái này cái gì vậy? Chị không biết em làm cái gì. Được rồi, được rồi, mèo ơi. 15 giây nè. Có xài cái này dưới đây không? Rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Thầy vậy có không? Đúng không? Đúng không? Thắng rồi. Đúng chưa bà? Đúng rồi. Đúng rồi. Đó chưa, đúng rồi đó, mình sẽ đúng rồi đó. Trời ơi. Đây, chào mọi người. Legendary đi cùng mình. Cái cục gì? Màu gì là Legendary? Cục màu vàng chứ anh ta. Không, cục màu đỏ chứ anh ta. Màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ. Màu đỏ là Legendary á. Ủa phải không? Phải. Màu đỏ là theo mà. Le lớp, màu xanh lá. Đó là màu xanh lá nha mọi người. Cảm ơn chị Panda nha. Mày của bà Panda rồi, chưa xây xong cái ghế luôn. Là ok thôi, good. Ờ, nhưng mà chị cũng nhận good quá đi. Good, good, good. Perfect. Ok, hai. Nintendo sẽ quất đầu. Chưa. Nintendo sẽ quất đầu. Nhưng mà không có 5 người chơi á. Thôi, nó chơi bằng con da của chị. Có 5 người chơi à. Sao tôi chắc điểm không được. Không biết nữa. Tôi tắm rồi. Ok, xài cái gì? Ủa, thì có ai vậy? Này là cái sa bàn mà em. Cái nhà sàn. Sa bàn, cái sa bàn. Cái này TV 3D hả? À? TV 3D hả em? Được. Cái này của mình là đẹp nhất rồi. Không ai mà có người xem mà có thì con chó nằm kế bên đó mà. Đúng rồi, chó luôn cái là đít đó. Cái này của ai đây? Của em đấy. Rồi, cho Tiểu Ngọc là được Ray đi. Tiểu Ngọc Ray đi. Ray. Thường lắm mới cho Ray nha. Ray. Tại vì thay mình mà. Tiểu Ngọc nó thay mình là phải. Đây lớp, lớp. Vậy là Ray Good. Lớp, tôi là lớp luôn. Tại Tiểu Ngọc thay có mình nè, tội nghiệp Tiểu Ngọc lắm. Ủa là ai thắng? Chị thắng chứ ai, khỏi phải nói. Ủa, tới một Tiểu Ngọc thắng. Cái gì? Mình thắng ba. Vậy Tiểu Ngọc chỉ thắng cưng. Ủa gì vậy? Không, Tiểu Ngọc không, Tiểu Ngọc thắng là tại Tiểu Ngọc say có mình mà Tiểu Ngọc say được tới đó là hay rồi. Cũng được rồi, Tiểu Ngọc say có mình nè. Chơi chơi với Tiểu Ngọc. Chấp nhận, chơi quá. Thôi hôm nay mình Tiểu Ngọc thắng mình giận mình nghỉ chơi các bạn ơi. Nghỉ chơi đi, nghỉ chơi Tiểu Ngọc đi. Giỡn rồi, nghỉ chơi Tiểu Ngọc các bạn ơi. Bạn nói giỡn rồi các bạn ơi, bây giờ nó upstream để cho bạn đi ngủ mà các bạn còn đi học nữa. 11 giờ rồi. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Mọi người 8 tháng 3 vui vẻ nha. Yêu mọi người lắm á. Mua. Bye bye mọi người. Cái gì vậy còn vô nữa? Sao tôi với mèo là bồ nữa vậy? Tôi không chơi đâu. Em bye mọi người rồi. Video chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.